sắc tới từ Nguyễn Hà Minh. Và bây giờ trên màn ảnh của quý vị và các bạn là trận đấu tiếp theo ở hạng cân 61kg giữa Đoàn Văn Hiệu và Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Hai tay đấm với chỉ số rất tương đồng nhau. Và đang có mặt trên màn ảnh của quý vị và các bạn là tay đấm tới từ Bình Phước, hiện đang tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng giành tấm huy chương đồng tại giải cúp các câu lạc bộ quốc gia, huy chương bạc giải Đại hội thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tới từ khu vực Bình Phước. Năm nay 23 tuổi với chiều cao 1m70. Võ sĩ đang bước lên võ đài, người sẽ thi đấu ở góc đài đỏ ngày hôm nay. Tay đấm đang bước lên võ đài với chúng ta là võ sĩ Đoàn Văn Hiệu. Và đối thủ của Đoàn Văn Hiệu, một võ sĩ trẻ tới từ đội tuyển boxing thành phố Hồ Chí Minh, người với những chỉ số tương đồng cùng Đoàn Văn Hiệu, là một trong những võ sĩ hạt giống của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh với huy chương vàng và huy chương bạc tại các giải toàn quốc. Chiều cao 1m68 tại hạng cân 61kg, võ sĩ Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Và trở lại với sàn đấu của chúng ta là nữ trọng tài duy nhất ngày hôm nay, trọng tài Bùi Thị Nhật Lệ. Rõ ràng với những trận đấu càng về sau, với sự tham gia của những tay đấm đã thuộc những đội tuyển boxing thành phố và quốc gia, thì những màn trình diễn sẽ gay cấn và đáng chú ý hơn rất nhiều. Hiệp thi đấu đầu tiên, góc đài đỏ Đoàn Văn Hiệu và góc đài xanh Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Một ép công đầu tiên từ Quốc Huy. Có thể thấy Quốc Huy sở hữu thể hình tốt hơn Đoàn Văn Hiệu khá nhiều, với phần thân trên to, đặc biệt là phần cơ vai và phần cơ sô có thể tạo ra những cú đấm rất uy lực. Cú overhand nguy hiểm đầu tiên của Quốc Huy. Như chúng ta có thể thấy ngay trong tình huống ra đòn đáng chú ý đầu tiên, thì Quốc Huy đã cho thấy là người có thể sử dụng những cú đấm uy lực hơn. Với bảng thành tích đã trải qua 9 năm tập luyện thì rõ ràng Quốc Huy là một đối thủ không hề dễ dàng đối với Đoàn Văn Hiệu. Lúc này thì Đoàn Văn Hiệu đang phải xử lý các pha ép góc của Quốc Huy. Sự rất khó khi mà thể hình của anh đang lép vế với đối phương. Trong quan sát thì dường như đã có máu chảy ở trên tay của Đoàn Văn Hiệu. Tiếp tục là một tình huống overhand từ phía Quốc Huy. Đối thủ rất khó và đặc biệt là luôn luôn chờ đợi cho các tình huống power shot, những tình huống ra đòn uy lực. Một chiến thuật đơn giản nhưng không hề dễ nuốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Một cú đấm tay sau tốt của Quốc Huy. Đoàn Văn Hiệu đã phải hoàn toàn di chuyển lùi và bây giờ cú overhand đã trúng đích. Right.
lựa chọn tấn công như ra đòn của Đoàn Văn Hiệu là rất khó. Thì phần trung tâm võ đài lúc này thì Nguyễn Hoàng Quốc Huy đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Và đặc biệt lúc này thì khả năng di chuyển của Quốc Huy cũng linh hoạt không kém, khiến cho những pha thoát góc của Đoàn Văn Hiệu càng trở nên khó hơn. Móc trái tốt của Quốc Huy và ngay lập tức Đoàn Văn Hiệu câu trả lời với pha móc trái tương tự. Rất nhanh, những giây cuối cùng của thi đấu thứ nhất. Chúng ta đang tới với những diễn biến đầu tiên trong trận đấu hạng cân 61kg giữa Nguyễn Hoàng Quốc Huy ở góc đài xanh và Đoàn Văn Hiệu ở góc đài đỏ. Sự kiện VSP Pro 6 được diễn ra tại VSP Boxing Gym. Phòng tập nằm ở Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. VSP Boxing Gym là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ra các võ sĩ chuyên nghiệp đi thi đấu quốc tế. Và đây cũng là phòng tập, là nhà tài trợ cho chuỗi sự kiện VSP Pro, nơi đang tìm kiếm những tài năng trẻ của boxing Việt Nam trên võ đài chuyên nghiệp. Và trên màn ảnh của chúng ta là tay đấm Nguyễn Hoàng Quốc Huy, người được cho là đang chiếm ưu thế trong hiệp thi đấu đầu tiên với Đoàn Văn Hiệu. Liên tiếp là hai cú móc và overhand tới từ Quốc Huy. Đoàn Văn Hiệu đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả những tình huống áp sát thì thể hình, sức mạnh của Quốc Huy đều vượt trội hơn. Lúc này thì Đoàn Văn Hiệu vẫn đang cố gắng để tìm cách thoát góc. Những tình huống đánh jab của anh rất khó để làm dối được phương án ép công của Quốc Huy. Những cú móc rất mạnh. Ngồi ở bàn bình luận thôi nhưng chúng tôi có thể nghe thấy được âm thanh của những pha ra đòn từ phía Quốc Huy. Rất tiểu xảo khi mà Quốc Huy chủ động để đối phương tì người, tạo khoảng cách cho anh tung ra những cú body shot. Những pha áp sát khá nguy hiểm đối với Đoàn Văn Hiệu. Những cú tay sau của Nguyễn Hoàng Quốc Huy có điểm rời chưa thực sự hoàn hảo nhưng đã sở hữu uy lực rất mạnh. Và áp sát của Đoàn Văn Hiệu với một tình huống cái dế húc, tuy nhiên cự ly lại không được tốt. Một tình huống body shot nối vào bằng một đòn tay sau của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Hai đang giằng co trên từng bước chân. Và uppercut tốt của Đoàn Văn Hiệu, tuy nhiên đối với thể hình của Quốc Huy thì chưa có được nhiều tác dụng. Lúc này thì Đoàn Văn Hiệu đang tỏ dấu hiệu suy giảm thể lực rõ rệt rồi, đặc biệt khi mà Quốc Huy liên tục ép công như thế này. Tình huống body shot nối bằng móc trái của Quốc Huy, tiếp tục là overhand. Lúc này thì tôi nhận thấy mắt trái của Quốc Huy cũng bắt đầu sưng lên sau các pha áp sát của Văn Hiệu rồi. Một pha ra đòn khá nguy hiểm từ phía võ sĩ của đội tuyển boxing Thành phố Hồ Chí Minh. Những giây cuối của hiệp thi đấu thứ hai, một pha đón lõng rất tốt của Đoàn Văn Hiệu khi mà anh đã bắt được nhập nội của Quốc Huy và đón nó bằng một cú tay sau. Thả sau rồi.
cùng theo dõi lại những diễn biến của hiệp thi đấu này. Cho tới lúc này thì Nguyễn Hoàng Quốc Huy vẫn đang là người chiếm được ưu thế hơn. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hiệu vẫn có những tình huống tấn công có thể gây bất ngờ. Ví dụ như những cú xa tay sau ở cuối hiệp đấu vừa rồi. Hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu. Cú móc phải tốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Lúc này thì Quốc Huy đã bắt đầu chủ động ra đòn nhiều hơn. Những cú uppercut từ phía Quốc Huy hoàn toàn có thể là điểm nhấn trong trận đấu ngày hôm nay. Khi mà các tình huống bấm 1-2 của anh khiến cho Đoàn Văn Hiệu khá dễ để né tránh cũng như phòng thủ. Lúc này thì các pha ra đòn khi áp sát có thể là thứ tạo được lợi thế. Vừa rồi là một tình huống uppercut, một cú móc số 6 của Quốc Huy, tuy nhiên vẫn chưa thành công. Tình huống ra tay sau của Đoàn Văn Hiệu nhưng chưa có đủ lực. Ngay lập tức Đoàn Văn Hiệu trả lời bằng một tình huống uppercut tương tự. Một tình huống áp sát với móc trái của Quốc Huy. Sau những pha thăm dò thì cuối cùng Quốc Huy cũng lựa chọn được một tình huống ra đòn chính xác. Và bây giờ là body shot sau một tình huống móc phải. Tiếp tục là một pha móc phải rất mạnh nữa của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Huấn luyện của Quốc Huy đang yêu cầu anh chủ động tấn công nhiều hơn. Hiệp 3 còn hơn 1 phút và rõ ràng đó là đủ thời gian để Quốc Huy tạo nên bất ngờ. Liên tiếp là hai cú uppercut từ phía Quốc Huy. Lúc này thì Đoàn Văn Hiệu vẫn đang cố gắng để phòng thủ và đặc biệt là né tránh những pha ra đòn uy lực từ đối phương. Tuy nhiên để có thể tạo được một tình huống knock down hay xa hơn là knock out thì cả hai sẽ phải sử dụng nhiều những tình huống lừa đòn thay vì những pha ra đòn đơn lẻ như vừa rồi. Rất nguy hiểm đối với Đoàn Văn Hiệu khi cú tay sau của Quốc Huy đi xếp qua mặt anh. Tiếp tục là những cú móc phải của Quốc Huy và câu trả lời là một cú body shot từ Đoàn Văn Hiệu. Vì áp sát như thế này thì những tình huống đấm móc bất ngờ vào điểm mù của đối phương là rất quan trọng. Giây cuối cùng của thi đấu thứ 3. Quốc Huy cũng bắt đầu thấm mệt rồi. Và chúng ta vẫn cần diễn biến của hiệp thi đấu thứ 4. Chúng ta cùng theo dõi lại cú overhand đáng chú ý nhất của Nguyễn Hoàng Quốc Huy ở hiệp đấu thứ 3 này. Và bây giờ làm tình huống móc trái. Trong boxing chuyên nghiệp thì các tình huống ra đòn uy lực mới là mấu chốt để các giám định quyết định xem ai là người chiếm ưu thế trong từng hiệp, chứ không phải là số lượng đòn. Tức là một tình huống ra đòn có thể dẫn tới kết thúc trận đấu sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều một võ sĩ sử dụng nhiều đòn đánh nhưng không tạo ra được uy lực đáng kể. Và đó cũng là lý do cho những võ sĩ như Nguyễn Hoàng Quốc Huy có lợi thế rất lớn trong trận đấu ngày hôm nay, khi đa số các tình huống tấn công trúng đích của anh đều có uy lực vượt trội hơn so với đối thủ Đoàn Văn Hiệu. Tuy nhiên trước những khó khăn đó thì chúng ta vẫn được chứng kiến sự ra đời của những võ sĩ sử dụng lối đánh thông minh.
tận dụng khả năng né tránh. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem Đoàn Văn Hiệu có thể làm được điều đó ở trong hiệp đấu thứ tư ngày hôm nay không, khi mà Nguyễn Hoàng Quốc Huy ngay lập tức cố gắng áp sát cùng bộ quen thuộc và Đoàn Văn Hiệu vẫn thoát góc thành công. Một cú móc phải, lúc này thì Đoàn Văn Hiệu không thể né tránh mãi được nữa rồi. Liên tiếp là những cú móc tầm gần đẩy Đoàn Văn Hiệu vào phía dây đài. Thực sự rất khó để Đoàn Văn Hiệu có được cự ly sao đòn thích hợp, thì lúc này thể lực của anh cũng không trên cờ đối phương quá nhiều. Cắt từ Đoàn Văn Hiệu, đó cũng là cự ly khiến cho anh dính cú móc phải vừa rồi của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Tiếp tục là một tình huống móc trái, lúc này thì rất nguy hiểm rồi khi mà hiệp 4 còn tới hơn 2 phút. Nỗ lực hạn chế tối đa cự ly tấn công của đối phương đến từ Đoàn Văn Hiệu. Dù vậy thì Nguyễn Hoàng Quốc Huy vẫn liên tiếp sử dụng các đòn móc tầm gần, không quá nhiều nhưng đủ để Đoàn Văn Hiệu phải lùi bước, phải ép đài. Liệu có nốc đao hay không? Liên tiếp là người của uppercut từ phía Quốc Huy. Đoàn Văn Hiệu đã đưa trận đấu ra được ra khu vực giữa sàn, vẫn rất khó để có thể kết thúc đối phương. Lại là uppercut tới từ cả hai võ sĩ. Body shot từ Quốc Huy. Và bây giờ thì Văn Hiệu lại là người bị đẩy vào góc đài. Liên tiếp là móc phải và móc trái chính xác. Một phút cuối cùng, ban huấn luyện của Nguyễn Hoàng Quốc Huy đang yêu cầu anh áp sát nhiều hơn. Một tình huống lách vai thành công, né tránh thành công và phòng thủ nữa tới từ Đoàn Văn Hiệu. Này thì thực sự đối với Đoàn Văn Hiệu, việc phòng thủ có lẽ còn quan trọng hơn. Những tình huống ra tay trái của Quốc Huy vẫn còn rất mạnh. Vừa rồi là một tình huống đấm thẳng tay sáu tốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Thực sự lúc này thì mọi việc đứng đôi công với đối phương đã là một thử thách rất khó khăn đối với Đoàn Văn Hiệu rồi. Liên tục bị đối phương áp sát. Tiếp tục lòng tướng đấm thẳng tay sau tốt nữa tới từ Quang Huy. 5 giây cuối cùng. Rất khó để có thêm một tình huống tấn công đáng chú ý nào. Và chúng ta sẽ tới với bảng điểm của các giám định. Đối với những võ sĩ trẻ như Nguyễn Hoàng Quốc Huy và Đoàn Văn Hiệu thì những sự kiện như VSP Pro là những cơ hội đáng quý đối với họ để có thể tích lũy những trận đấu trên con đường boxing chuyên nghiệp của mình. Thực sự đối với những trận đấu boxing nhà nghề đầu tiên thì việc thắng thua đôi khi không quá quan trọng bằng việc các võ sĩ sẽ được tích lũy được những kinh nghiệm gì. Và như chúng ta có thể thấy thì ở trong trận đấu này, cả Đoàn Văn Hiệu và Nguyễn Hoàng Quốc Huy đều lần đầu tiên phải gặp một đối thủ mà mình phải bỏ nhiều công sức đến vậy ở sàn đấu boxing chuyên nghiệp. Dữ liệu của các võ sĩ xuất hiện tại VSP Pro sẽ được gửi tới và đăng tải công khai trên trang thông tin BoxRec, là trang thông tin uy tín nhất của giới boxing chuyên nghiệp. Và từ đó họ có thể nhận được những lời mời thi đấu tại các sự kiện ở nước ngoài. Đây cũng là mục tiêu chính của VSP Pro. Và tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ tới với kết quả trận đấu giữa Nguyễn Hoàng Quốc Huy và Đoàn Văn Hiệu. 40-36. Và chiến thắng đồng thuận dành cho Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Một chiến thắng không quá bất ngờ với những giây phút áp đảo đối phương của
Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Dù vậy đây cũng là một trải nghiệm rất đáng quý đối với Đoàn Văn Hiệu. Rõ ràng Nguyễn Hoàng Quốc Huy là một đối thủ nhỉnh hơn anh cả về thời gian tập luyện, thành tích ở các võ đài bán chuyên cũng như tại các giải đấu lớn.